Xin được chào mừng tất cả quý vị và các em học sinh đã trở lại với kênh Dân Tộc Ta. Chúc quý vị và các em học sinh có một dịp nghỉ cuối tuần thư giãn, tràn trề năng lượng để sống, học tập và làm công việc mình yêu thích nhất. Xin được điểm qua video này như sau. Chúng ta xem phần mục lục, đó là 1. 6 lá đơn xin nghỉ học bá đạo, 2 là bản kiểm điểm dễ thương và 3 là bức thư tình của nữ sinh, 4 là bài văn đoạt giải nhì UPU và 5 là câu đố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một tờ đơn của một bạn học sinh nữ do anh Nguyễn Quốc Toản gửi, kỷ niệm đẹp thời bán cháo phổi. Chúng ta đọc nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin chuyển chỗ, kính gửi thầy giáo chủ nhiệm 12C, thầy Nguyễn Quốc Toản. Tên em là Phạm Thu Huệ, lớp 12C, trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông. Lý do xin chuyển chỗ là do các bạn nam ngồi phía dưới cứ nhìn em nói này nói nọ như con Huệ mông to, rồi bọn nó nói em mặc quần trong màu này màu kia làm em rất khó chịu, không tập trung học được. Nếu được em xin chuyển chỗ xuống bàn cuối với bạn Nguyễn Thủy Trang ạ. Em cảm ơn thầy và mong thầy tạo điều kiện giúp đỡ ạ. Học sinh Phạm Thu Huệ. Ôi ôi, cái gì đây, các bạn học sinh làm nhiều chuyện thế nhỉ. Nào bài này nào. Cộng hòa, ô, ông này viết quên cái dấu ô đây này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin nghỉ học, kính gửi cô giáo bộ môn tiếng Anh lớp 12A5 Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh. Họ tên là Nguyễn Gia Phong, lớp 12A5. Em viết đơn này để cho phép em xin được nghỉ học buổi sáng nay ngày mùng 9 tháng 12 năm 2016 vì lý do em bị stress khá nặng sau trận thua sốc của đội tuyển Việt Nam với Indonesia vừa qua. Wow, em nghĩ huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã sai, thực sự đã sai vì cách dùng người của ông. Riêng cầu thủ Hồ Tuấn Tài thì chỉ được cái đẹp trai chứ hắn thì đã đấm gì. Mấy quả đó em còn sút vào chứ cách gôn có 3 mét mà toàn bắn chim. Ôi dồi ôi, em và mọi người xem bị ngất mấy lần vì sút ra ngoài còn khó hơn sút vào trong. Em nghĩ chúng ta cần thay huấn luyện viên mới, đúng không cô? Ơi ơi, sao lại hỏi cô? Đang viết đơn nghỉ học sao lại hỏi cô? Thưa cô, em cần thời gian để hồi phục chứ em chả còn tâm trạng đâu mà học nữa. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài đầy đủ. Em xin chân thành cảm ơn học sinh Nguyễn Gia Phong. Ôi dồi ôi, bài này do bạn Mickey Mouse gửi nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin nghỉ học, kính gửi cô giáo bộ môn toán, tên em là chấm chấm, má sinh viên chấm chấm luôn, lớp không biết lớp nào. Em làm đơn này xin cô cho em nghỉ buổi học sáng nay, lý do người yêu em bị ốm nặng. Em xin hứa sẽ hoàn thành những yêu cầu cô đề ra trong buổi học sáng ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn. Hà Nội ngày 13 tháng 4 năm 2016. Người làm đơn chấm chấm. Ồ, người ốm nặng thì cứ thế nghỉ thôi. Người yêu ốm à? Nào bài này nào. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin nghỉ học, kính gửi thầy giáo viên chủ nhiệm lớp 12C4, các thầy cô giáo bộ môn. Tên em là Huỳnh Nhất Đạt, học sinh lớp 12C4. Lý do em viết đơn này là vì hôm nay chị Hương Tràm có ra music video, ra là em đau quá mong manh. Ôi dồi, nên em xin phép ở nhà cày view cho chị Hương Tràm. Em hứa sẽ ghi chép lại bài đầy đủ. Ngày 7 tháng 5 2019, học sinh Huỳnh Nhất Đạt. Ôi dồi ôi, ở nhà cày view mà được à? Trời ơi, phạt nặng vào. Lại thêm một bài cày view cho Hòa Minzy luôn đấy. Xem nào, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin nghỉ học, kính gửi cô giáo chủ nhiệm đồng, kính gửi các thầy cô giáo bộ môn lớp, không biết lớp, tên em là không biết luôn, học sinh lớp gì không biết luôn. Lý do em viết đơn này là vì ngày 22 tháng 2 năm 2017 chị Hòa Minzy, idol em, sẽ tham gia chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ
nên em xin phép cô cho em nghỉ để em đến cổ vũ cho chị Hòa Minzy của em. Nếu cô không tin thì có thể mở TV lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 2 năm 2017 trên kênh VTV6 ạ. Em hứa sẽ chép bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Em xin chân thành cảm ơn cô. Ôi dồi ôi, ngày 2 tháng 2 năm 2017 người làm đơn ký luôn. Ôi ơi, chịu rồi. Cái lý do không đâu rồi các bạn ơi. Chúng ta xem bài này nào. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Thanh Khê ngày 30 tháng 11 năm 2017. Giấy xin phép nghỉ học kính gửi ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể thầy cô giáo bộ môn. Tên em là Hoàng Thị Hồng, học sinh lớp 12 A4. Lý do, chiều hôm nay trên sân Vinh sẽ diễn ra trận đấu lượt về giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Bình Dương 17 giờ. Trận đấu được dự đoán sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, số lượng khán giả rất đông vì 6 năm qua chưa một lần Sông Lam Nghệ An với tới chức vô địch. Trận đấu này ngàn năm có một. Ồ, trẻ không đi già hối hận, nên em viết giấy này mong cô hiểu cho niềm đam mê của em. Nếu cô không cho em cũng đi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, nói thẳng thế luôn à. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi rồi chấm chấm gì đó. Ký tên phụ huynh nào Hoàng nha. Tàng Thị Hồng. Chúng ta đọc bài này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Bản kiểm điểm kính gửi giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, giáo viên bộ môn toán lớp 11A1, tên em là chấm chấm. Hôm nay em viết bản kiểm điểm này xin lỗi hai cô vì trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, các giáo viên bộ môn đã giao cho chúng em 5 trang giấy A4 toán, 4 trang văn, 5 trang anh, 10 trang vật lý, 10 trang hóa, 3 trang sinh. Úi dồi ôi, mà em làm thiếu tận 2 bài toán, một thiếu sót vô cùng nặng nề và ảnh hưởng tới quá trình học tập của em. Điều này đã tạo ra một lỗ hổng kiến thức không hề nhỏ trong em. Nay em vô cùng thất vọng về bản thân. Em đã mải những thú vui ngày Tết đi chơi với gia đình mà quên mất mình còn nghĩa vụ cao cả hơn ở trường học. Em cũng đã tưởng rằng Tết là thời gian để nghỉ ngơi, vứt bỏ những lo âu phiền muộn để đón năm mới bên gia đình. Hóa ra không phải vậy. Em đã làm các thầy cô của trường trung học phổ thông chấm chấm gì đó thất vọng. Nay em xin lỗi thầy cô và em hứa rằng Tết năm sau em sẽ gác lại mọi việc để chơi cho sướng. Cái gì đấy? Ôi nhầm, là học chứ. Em cảm ơn. Ôi giời ơi, ý kiến phụ huynh. Bạn ấy cố tình viết nhầm hay là như thế nào đấy? Còn đây là một bức thư của một bạn nữ sinh gửi cho người yêu. Xem bạn ấy viết kiểu gì nha. Anh thân yêu, hôm nay nhân dịp em xin được con bạn tờ giấy, em quyết định viết thư cho anh để chia sẻ nỗi vui sướng này. Hí, tờ giấy này đẹp nhỉ anh nhỉ? Em rất thích cái con vàng vàng trong này. Em cứ tưởng nó là con gà nhưng hóa ra lại là con ong. Tê tê mà con ong này sao mà đầu nó to thế nhở? Ôi giời, viết kiểu gì đấy? Chắc là nó bị nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản. Các bạn em thấy em viết thư cho anh cứ đòi xem. Ui, thư người ta viết cho người yêu sao mà cho xem được? Hí hí. Nhưng chả mấy khi em viết nắn nót, phải cho chúng nó xem bộ mặt thật của chữ em mới được. Thôi, thư đã dài, em out đây. Bye bye anh. Sâu cút te. Có thế thôi à? Ồ. Đây là bài văn đạt giải nhì quốc gia viết thư quốc tế UPU của bạn là Nguyễn Thị Minh Khuê, sinh năm 2005, học lớp 9A5 ở trường trung học cơ sở Hồng Bàng ở Hải Phòng nha. Và chúng ta tập trung đọc nội dung của bài viết này. Bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, kính gửi ngài Anthony Lake, cháu biết ngài là người đứng đầu tổ chức UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc với mục đích bảo vệ quyền trẻ em trên toàn thế giới. Cháu quyết định viết lá thư này đến ngài. Ngài ạ, suốt những năm tháng tuổi thơ, cháu đã quen với những trận đòn roi quát mắng của bố và gương mặt khóc lóc van xin của mẹ. Hẳn sâu trong tâm trí cháu là những buổi bố say xỉn về nhà với gương mặt giận dữ rồi hất đổ mâm cơm mẹ đã làm từ lâu. Cơm canh rơi xuống tung tóe trên sân nhà.
tiếng bát đũa vỡ cũng như tiếng trái tim cháu vỡ ra từng mảnh. Nhưng nỗi đau ấy cứ dần tích tụ nặng trĩu khiến cho tuổi thơ cháu mỗi khi trở về mái ấm ấy luôn là những ngày u ám tối tăm. Đáng buồn thay, cháu đâu phải người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này. Bên ngoài thế giới đẹp đẽ kia vẫn còn có biết bao những đứa trẻ hàng giờ hàng ngày phải chịu bạo lực từ gia đình. Vấn nạn bạo hành trẻ em tiếp diễn không chỉ gây nên vết thương trên thân thể mà còn khắc sâu những khuyết tật trong tâm hồn chúng cháu. Những đứa trẻ đầy thương tật như thế biết lấy gì để mang theo hành trang của mình khi trưởng thành? Liệu đó có thể là một người cam chịu đầy sợ hãi như nó đã từng khi chịu bao vết đòn roi của cha? Hay đó sẽ là bản sao của người cha lạnh lùng, không tình yêu và rồi bạo lực lại nối tiếp bạo lực? Ai trong số những đứa trẻ từng bị bạo hành khi lớn lên sẽ biết trân trọng vun đắp gia đình bé nhỏ bởi trái tim đã thấu hiểu thế nào là cô đơn, là giá trị của yêu thương? Thưa giám đốc điều hành Anthony Lake, ngài có tin được không? Phần lớn những trận đòn bố giáng xuống gia đình cháu đều bắt nguồn từ nguyên cớ là do mẹ cháu bị bệnh, không thể sinh thêm một bé trai để nối dõi như bố đã từng khao khát. Bố cháu thèm một mụn con trai cho ông bà nội tới mức nhìn mấy con vịt rời trong nhà, chỉ hai chị em chúng cháu, chẳng khác nào cái gai chọc vào mắt phải nhổ phát đi cho rảnh nợ. Bao tháng ngày nơm nớp sống trong sợ hãi và thấp thỏm lo âu, chị em cháu chưa bao giờ dám mơ một lần được thổi nến và thì thầm điều ước trong đêm sinh nhật. Chúng cháu thậm chí không biết ước mơ và chẳng bao giờ dám nói lên mơ ước của mình. Mãi đến năm em gái cháu tròn 10 tuổi, mẹ mới dám liều lĩnh dắt chị em cháu trốn ra thị trấn để cho con mình được biết thế nào là đêm sinh nhật với bánh gato. Cháu còn nhớ như in đó là vào một hôm trời chuyển lạnh, mặc áo phong phanh với đôi vai gầy guộc, mẹ loay hoay lần những đồng tiền cuộn giấu trong chiếc tất trả chủ hiệu bánh. Mẹ khẩn thiết xin ngồi lại một góc nhỏ và xin họ tắt điện trong ít phút. Ông chủ tốt bụng đã đồng ý. Gương mặt mẹ lo lắng nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Còn em gái cháu thì háo hức vô cùng. Đôi mắt em nhắm lại, ánh sáng của từng ngọn nến bừng lên trên gương mặt em. Cháu không biết em ước điều gì, đêm ấy cháu đã ước ké với em. Cháu ước khi mẹ con cháu trở về bố vẫn còn say khướt ở đâu đó. Bố không biết mẹ con cháu trốn đi và mẹ sẽ không bị đánh. Cháu ước thế bởi trong lúc đi trên đường cháu hỏi mẹ có sợ không thì mẹ bảo không sao, thêm một trận đòn roi mẹ chịu được. Nhưng mẹ muốn các con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cháu ước giá bố cháu đừng bao giờ tỉnh nữa. Mẹ con cháu sẽ chịu khó làm lụng nuôi nhau và gia đình được bình yên. Ôi dồi ôi, ngài ạ, chỉ một ngọn nến được thắp lên là có thêm một ước mơ được thắp sáng. Cả quãng tuổi thơ u buồn của chúng cháu sẽ chìm trong tăm tối nếu đêm ấy mẹ không đủ dũng cảm vượt qua sợ hãi và khơi lên cho chúng cháu một ước mơ nhỏ bé đầu tiên. Thế nên từ câu chuyện trong gia đình mình, cháu chỉ muốn ngài giúp cháu làm sáng lên một thông điệp rằng mỗi người hãy tự mình thắp lên đốm lửa để soi sáng đường đi cho mình. Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi bạo lực nếu chỉ biết sợ hãi, nép trong bóng tối. Cuối cùng xin nhờ chuyến xe thần kỳ của bưu chính giúp cháu chuyển lá thư này đến tay ngài với nhiều hy vọng ở những ngày tháng tươi đẹp phía trước. Kính thư. Ôi dồi ôi, tuyệt vời quá. Bạn Minh Khuê thật tuyệt vời. Tại sao lại có người đàn ông như vậy được? Tôi nghĩ là ông bố này là vứt đi rồi. Cây khô thì khó uốn cong. Tôi nghĩ rằng với khuôn mặt xinh đẹp của bạn này, thì lớn lên em ấy sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời và thành công. Như thường lệ thì cuối video chính là câu đố nha các bạn. Chúng ta quan sát lên trên màn hình nào. Một câu đố rất nhẹ nhàng. Câu đố: cái gì khi dùng thì quăng đi, khi không dùng thì lấy về. Đó, dùng thì quăng đi mà không dùng thì lấy về. Lạ nhỉ. Các bạn viết xuống phía dưới xem, tớ sẽ vào trả lời từng người một nha. Cuối video xin được nói câu quen thuộc, đó là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau. Bye bye.